Chi hai có ông Nguyễn Viết Cát. Chi ba có ông Nguyễn Viết Vân. Và chi bốn có ông Nguyễn Viết Thân. Và Nguyễn Viết Thêm. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng và xin kính mời các chi trưởng đứng lên để cho tất cả chúng ta được chúc phúc. Vâng, hôm nay thì ở chi hai có ông Nguyễn Viết Cát là cũng yếu cho nên không được tham gia được. Nhưng mà ban tổ chức cũng giới thiệu còn như thế. Ở sau đây thì xin kính mời ông Nguyễn Viết Thạch, trưởng họ, lên báo cáo trước dòng họ. Tôi xin thay mặt dòng họ cảm ơn tất cả các cụ con các bà đã bớt chút thời gian về họp với họ, và nhân dịp đầu năm mới thì cháu cũng xin chúc các cụ con các bà và các chú các bác và toàn thể gia đình một năm mới mạnh khỏe an khang. Báo cáo với toàn thể họ là năm vừa rồi họ ta cũng vẫn hoạt động bình thường, và có cái hoạt động mới là năm nay từ năm ngoái là bố chi sẽ hoạt động chịu trách nhiệm một năm, thì năm vừa rồi là chi hai hoạt động rất tốt, và năm thứ ba năm tới này là sẽ là chi ba sẽ tiếp tục. Và rất là vui mừng là năm nay là họ ta là có 19 cụ thực họ, và đấy là sơ qua tình hình họ ra như thế. Còn sang năm mới thì sẽ tiếp tục cái đà này, và có một công tác mà từ trước đến nay là chúng ta đã làm và làm nhiều lần nhưng mà nó chưa dứt điểm được. Chi 2, chi 3 và chi 4 là hoàn thành được cái gia phả, thì là hoàn thành là trong dòng họ, và việc này mà muốn làm được thì là phải nỗ lực của tất cả mọi người cùng chi. Chứ một hai người thì cùng với trưởng chi thì rất khó làm. Thế nhân dịp đông đủ ở đây thì cháu cũng mong muốn là tất cả các gia đình trong cái chi thì sẽ tự giác và góp công sức vào đấy, sẽ ghi danh sách chi mình rồi các thứ vào để đưa cho chi trưởng, để có một cái bộ phận người ta sẽ tổng hợp lại và người ta sẽ báo cáo lên họ, và sẽ cố gắng năm nay hoặc năm 2018 sẽ hoàn thành xong cái việc này, là nó sẽ công việc của họ coi như là sẽ là hoàn tất, và cái công tác mừng cho họ rồi vào họ ở hết nó sẽ rất là thuận lợi hơn. Đấy là ý kiến của cháu như thế. Vâng, xin hết ạ. Chúng ta đã được nghe lời chúc của đồng trưởng họ, và sau này tiếp theo thì xin mời bà Xuân lên báo cáo trước họ về tình hình tài chính của chúng ta trong năm 2016 nha. Thì mời bà Xuân. Trong thôn này thì kính thưa các cụ, các bác, các anh chị đã về với họp họ đầu xuân. Lời đầu tiên năm mới cháu xin kính chúc các cụ, các ông bà, các bác thăm họ sức khỏe và hạnh phúc. Chúc các buổi họp lễ gặp mặt đầu xuân năm mới được thành công viên mãn. Kính thưa các cụ, được sự tín nhiệm của họ, cháu đã tham gia thu chi phí của họ đã được 3 năm. Nếu có điều gì sơ suất thì xin các cụ góp ý cho cháu. Vâng, cháu xin điểm lại các việc đã làm trong năm qua. Năm 2016, chi 1 đã làm tốt việc tu lễ gặp mặt đầu năm. Còn họ đã mừng thọ được 17 cụ, ông cụ bà, đã tổ chức về lễ hội đình làng, tổ chức tốt đầy đủ ngày giỗ tổ ngày 23 tháng 5, và cuối cùng là việc thiếu hỉ của dòng họ, việc tạ lễ sửa sang mục cuối năm 2016. Còn về phần thu chi cụ thể như sau. Về phần thu, cháu thu được là của họ là được 24.308.000, và phần chi là 20.342.000. Còn số dư là
3.966.000 thì số dư này để chi trả của ngày hôm nay. Mọi chi tiết thì cháu đã gửi ra bản ạ, để cho các cụ tham khảo cho cháu ạ. Và một sổ tiết kiệm là 40 triệu, đấy là quỹ của họ mình đấy ạ. Thay mặt cho ban tổ chức, cháu cảm tạ các gia đình đã có tấm lòng vàng, thành tâm công đức về vật chất và tinh thần trong các năm qua. Ban tổ chức chúng cháu rất mong được các cụ trong họ động viên con cháu, trai gái, dâu rể tích cực về với họ những ngày lễ, ngày Tết, ngày Thanh Minh, để dòng họ ta được thêm phần đề lết, tình đoàn kết giữa các chi và các ngành. Một lần nữa cháu xin kính chúc các cụ dòng họ biết sức khỏe và bình an. Vâng, chúng ta vừa được nghe trưởng họ có lời phát biểu và trưởng ban tài chính của dòng họ chúng ta đã báo cáo về tài chính năm 2016, những công việc làm được và những việc thu và chi, mọi chi tiết được niêm yết tại bảng. Và như chúng tôi được biết thì từ sáng nay cũng có nhiều các cụ, các bác, anh, các chị và các bạn cũng đã tham khảo. Vậy thì xin sự đóng góp của dòng họ, chúng ta còn có những điều gì mà chưa nhất trí, còn có điều gì cần phải bàn thì xin ý kiến ạ. Xin mời các cụ, các bác, các anh, các chị, các bạn, các bạn nam nữ thanh niên ạ. Các cụ, các bác, anh, các chị và các bạn nhất trí với những cái phần chi tiêu của năm 2016 các bạn. Vâng, xin một tràng pháo tay. Đây cũng là thể hiện cái sức mạnh, cái rất hay của dòng họ mới biết sống trong là những cái gì ta không đồng ý, ta chưa đồng ý, ta vỗ vai bảo nhau. Đấy, đây là một cái nét rất đẹp, mà đây là một nét đẹp văn hóa. Cho nên tôi đề nghị lại một tràng pháo tay nữa. Xin cảm ơn. Vừa qua thì nhưng mà ông ấy cũng lại yếu, bảo tôi nghỉ quên cho chú. Thì tôi xin báo cáo như này. Báo cáo các cụ, các bác, anh, các chị và các bạn nam nữ thanh niên. Ơn nhờ có lộc của tổ đã để lại cho con. Ngay từ đầu năm thì dòng họ Nguyễn Biết xóm trong đã tổ chức họp mặt đầu xuân, và các việc này đã giao cho chị Hai đảm nhiệm. Và như các cụ, các bác, anh, các chị, các bạn nam nữ thanh niên đã được chứng kiến, đã được dự thì thấy rằng hôm đó chúng ta rất đông vui, rất đông đủ và tình cảm rất tuyệt vời của dòng họ Nguyễn Biết xóm trong. Và chúng ta đã tổ chức cái buổi gặp mặt đầu xuân năm 2016 rất trang trọng dưới sự chỉ đạo của cháu Thạch là trưởng họ. Sau đó thì Thi Hai tiếp tục những công việc được phân công của dòng họ, và đại diện cho dòng họ cũng đã có những cái đóng góp trong các ngày vui, những ngày hội của làng ta, rồi những ngày lễ tổ của chúng ta, và những cái ngày mà đi thăm nom, thăm viếng lễ tạ cuối năm thì Chi Hai cũng đã hoàn thành. Sau khi cuối năm thì Chi Hai có tranh thủ để gặp các chi khác xem có cái gì đóng góp, góp ý gì không để ngày càng chúng ta làm tốt đẹp hơn. Thì các cụ của các chi một, chi ba, chi bốn đều gặp. Như thế là được, cần phát huy, cần phát huy. Vậy ngày hôm nay họp mặt đầu xuân vui quá, mừng quá, và đã xuất hiện thành thơ, có những quả, có những câu thơ rất đẹp để ca ngợi. Vâng, xin mời ông Nguyễn Viết Đức ạ, đại diện Chi Hai lên là có phần thơ. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng ạ. Xin kính chào tất cả các cụ, các ông, các bà, các cụ cao niên trong dòng họ chúng ta. Hôm nay thời tiết đẹp, xuân đẹp, tất cả các cụ, các ông, các bà ở xa ở gần đã về nơi đây để tập trung
trước cửa nhà thờ để chúng ta họp mặt trong họ. Đấy là một sự chung vinh hạnh và một sự vui mừng phấn khởi của trong họ ta. Thế thì chúng tôi xin có lời chúc mừng các cụ, các bà sang năm mới được luôn luôn mạnh khỏe, vui tươi, làm ăn gặp nhiều may mắn. Thế thì chúng tôi xin mời nhà một bài thơ để kính tặng tất cả các cụ, các bà trong dòng họ chúng ta để thưởng thức. Ta ngâm bài thơ này. Xuân nào ta cũng về đây, mừng vui họp mặt xóm vầy. Tỏ ta Tết về đào nở muôn hoa, là nắm tinh dầu tiếng gà gáy vang. Năm nay mùng chín xuân sang, về đây lễ tổ họ hàng đông, trẻ già trai gái bắt tay thân ai, mọi người chúc nhau già sống trăm tuổi bạc đầu, trẻ thì phấn đấu cầu lập họ ta người gần người xa, xuân đi lại đến họ ta lại về. Một năm công việc chấm về, hôm nay họp họ ta về gặp nhau. Xuân này lại nhớ xuân sau, đến ngày dỗ tổ dỗ nhau lại về. Đi xa ta vẫn nhớ quê, sang năm họp họ lại về nơi đây. Ngồi vui nhấp chén nhiều say, chan hòa lại hẹn xuân này năm sau. Khi về tạm biệt nhớ nhau, bắt tay ta hẹn xuân sau lại về. Bây giờ tạm biệt chân quê. Vâng, trước kia có linh nhâm ngâm thơ hay, bây giờ họ biết ta có ông Đức này ngâm thơ cũng không kém phần nào ạ. Một tràng pháo tay nữa để chúc mừng ạ. Đây, như vậy là ta thấy rằng là dòng họ Nguyễn Viết sống trong chúng ta ngày càng phát triển và thịnh vượng. Thì báo cáo các cụ là trong thời gian vừa qua thì thi hai đấy cũng đã làm được theo cái sự quy ước cũng như là phân công của dòng họ, thì thi hai năm 2016 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và thể hiện qua cái lời thơ của Nguyễn Viết Đức là cũng đã ca ngợi dòng họ Nguyễn Viết sống trong chúng ta. Thì xin kính mời đẹp. Tôi đề nghị chúng ta một tràng pháo tay thật to để chúc mừng các cụ. Và cái gì đến cũng đã đến, tuổi xuân sẽ đi qua, chúng ta lại càng thêm một tuổi. Một tuổi ngày xưa người ta bảo là tuổi xuân đi, nhưng không phải. Bây giờ chúng ta một tuổi là đón xuân về. Đấy, chính vì thế mà hôm nay chúng ta chúc mừng các cụ cao niên của chúng ta cũng lại đông hơn. Tôi xin phép ban tổ chức mời trưởng họ Nguyễn Viết Thạch sẽ có phát biểu ý kiến trước khi mừng thọ. Trước tiên thì cháu rất là vui mừng
thông báo với toàn họ là năm nay cụ đầu giấy của họ là 90 tuổi và một cụ bà là 100 và hai cụ 90 và 19 cụ tất cả. Trong đó có một cụ thì vì điều kiện không về được, đâm ra là cháu đã phải ủy quyền cho bác Linh là trao mùng 1 Tết năm nay đã trao mừng cho cụ tại nhà. Thế là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cháu cũng rất vui mừng thông báo năm nay là có 6 trường hợp vào họ, trong đó có 2 người là bởi vì điều kiện gia đình là nhiều tuổi, sinh năm 75 và năm 80, nhưng mà năm nay thì lại sinh vào theo họ. Đấy là trường hợp của em Nguyễn Đức Hùng sinh năm 75 và em Nguyễn Đức Dũng sinh năm 1980 là con ông Thế của cháu Phụ Tị. Và các trường hợp và họ là cháu Nguyễn Viết Thế Duy sinh năm 27, con của em Nguyễn Viết Dũng, cháu Nguyễn Phúc Sơn là sinh năm 2016, cháu Nguyễn Viết Bảo An sinh năm 2016 và cháu Nguyễn Viết Minh Đức sinh 2016. Và sau đây cháu xin nhường lời lại cho ban tổ chức để kính mời các cụ lên bục thọ. Như vậy là dòng họ ta càng phát triển, đúng không ạ? Một tràng pháo tay ạ, để chúc mừng. Vâng. Sau đây thay mặt ban tổ chức thì xin kính mời các cụ được mừng thọ hôm nay ta lên. Vâng, tuổi cao trí càng cao đẹp quá. Một tràng pháo tay to nữa. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Viết Thụ. Vâng, các máy ảnh chụp quá nhiều quá, mọi người nháy lóa cả mắt. Xin kính mời cụ Nguyễn Thị Thuyết, 100 tuổi, đại diện cho gia đình, đại diện cho gia đình lên. Chúng tôi có hỏi thăm vì cụ hiện nay đầu óc rất minh mẫn nhưng mà chân run không trả được. Bên đại diện của gia đình lên nhà. Trần Thị Xuân và cụ Nguyễn Thị Trà. Vâng, xin chúng ta nhìn thấy các ông Nguyễn Thế Đường